Hết hồn chưa? Này mình lùa tắt trên ruộng nha. Nó về tới đây nè các bạn. Chưa hết nữa kìa. Cái này đồng này ở Bạc Liêu nha các bạn. Còn hãy bên kia nữa nè. Khiếp không? Thank you.
cũng khiếp rồi. Đông lắm nghe các bạn. Đang về từ từ nha. Yeah.
Chưa hết mình lên quay vòng cái chuồng nha các bạn. Cặp cái đường lộ mà nó một khúc luôn á. Quá trời đông rồi. Ôi, đã lên bờ xong hết. Trời ơi, con này các bạn thấy không? Cái dài nè. Tiếp không các bạn?
khủng khiếp luôn các bạn. Dạ, tới bên kia luôn nha. Mười một gần 12.000 nha các bạn. Ah!
Gần cái chục con ổng quá. Hết hồn các bạn. Tiếp tục dịch ra nữa các bạn.
hôm nay ông quà. Đó, có con nhãn đầu rồi. Yeah.